giờ sao man? Tao thấy cái vấn đề nó như vậy đó man. Giờ mình có giải quyết đâu nè. Mình giải ra xong mình quyết đoán nó luôn. Ê, thằng nào cũng phải lớn, phải học cái trưởng thành, đã được cũng phải ớn mấy ông tục trưởng anh. Và tao cũng ngoại lệ trong tình dạy như thế, nhưng lúc tao tự hỏi sao cuộc sống nó nhiều tư thế. Làm việc mà không bắt buộc, lỗi sai thì mới khắc phục, không bị xác dục. Lời đáp tao rất tột, quên sẽ đến lúc âm nhạc của tao nó kết thúc năm 22 tao vẫn tao ngồi đâu, với những thằng tao nghĩ sẽ là cô. Và không có một thằng nào dốc, thấy LV bây giờ toàn là phu. Cuộc đời này giống như bàn cờ, thì tụi mày cũng chỉ là con trâu. Hút xong hai mắt mày là đời cho mày tới nóc mày nghĩ tao không tốt. Man, mày nghĩ tao không tốt. Man, mày nghĩ tao không tốt. Man, mày nghĩ tao không tốt. Man. Đôi lúc có vài lần bế tắc nhưng cũng tìm cho mình được lối thoát hiểm. Và với số phận này ban đầu thì hiện tại đang cùng đồng minh tác chiến. Huynh đệ bên lòng tao đáng kính, hơi quậy chút nhưng không đáng kinh. Sợ vậy tao còn đối với tụi nó vì bên trong còn phần nhân tính. Trải qua tuổi trẻ với cả bản tính đã bớt hăng tăng thêm phần thân thiện. Sao down to hip hop in my hometown nơi tụi tao ăn diện. Là gì OD flow nơi để chứa đựng những tài năng Việt. Số thằng muốn xuất hiện ở chương 2 trong tương lai nhưng tao e là không kịp. Mấy thằng có tánh ngạo mạn, OG mà mày cũng mạo phạm. Đường lên tới đỉnh vinh quang sẽ không dành cho một cái nào nản. Flow là gì này hào sản, low key trở nên bài bản. Tránh khỏi trên radar nhưng khi thấy camera thì anh lại vào dáng. Ê, cống hiến cho underground. Biết khi nào tụi tao được công nhận. Biết nhảy trên xào lao alo cho âu gán nó bảo là không bận. Âu đây để làm dự án mới, cần hết sổ trong vài tháng tới. Có những ước mơ mà tao đang đáng với, làm cho giá trị bản thân này sáng chói. Đôi lúc thì anh cũng không hiểu, đôi mắt trong trẻ thế đâm chiều. Anh muốn đổi tao xanh dương để lấy thứ màu xanh rêu. Anh muốn có cô gái mà anh yêu, đồ Netflix and chill. Baby em chỉ hiểu đơn giản, cái đồ đẹp cái đồ xấu thì mình cùng nhau theo. Yeah, mình cùng nhau theo. Yeah, mình cùng nhau yêu. Anh sẽ cho em cả thế giới nếu như mà em đã chọn chàng đình real. Đó là món quà tình yêu. Yeah, đó là món quà tình yêu. Yeah, nếu như em chọn đình real. Yeah, nếu như em chọn đình real. Yeah.